Xin chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Sandan 710, một dòng thương hiệu XDS rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thương hiệu luôn cho ra đời những chiếc xe đạp cấu hình cao mà giá cả thì rất là hợp lý. Thì hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe mang bộ chuyển động Shimano Atut, bánh là 27,5 inch, khung nhôm, thiết kế cực kỳ đẹp. Xe thì còn tương đối mới các bác nhé. Các bác nhìn trên hình, khung viền các thứ hầu như rất ít vết xước, rất là bóng. Chỉ có những cái vết xước nhỏ nhỏ do qua quá trình sử dụng và vận chuyển về nó xuất hiện những vết xước. Đây cũng không phải là xước, nó chỉ là vết keo các bạn, keo. Vết keo thôi, tẩy hết. Rất là mới, cực kỳ mới luôn. Đánh giá cái độ mới của chiếc xe này phải được 85-90%. Rất là mới, sơn rất là bóng. Thiết kế đường bo viền cực kỳ đẹp, mềm mại. Dây chạy âm sườn này, chạy hết âm sườn này. Thiết kế khung hình hộp rất là chắc chắn. Rồi ngon XDS này nó có, cũng có công nghệ nhôm riêng như kiểu là check hay là gian các bác nhé. Đây, công nghệ alloy X6 này, công nghệ nhôm riêng của dòng XDS. Đề quy đề Antut, cái 9 tầng lip, trên này là 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Cái này em cũng không nhớ là nó là model bao nhiêu, nhưng mà nó cũng khá là mới, đời khá là mới. Bánh 27,5 inch, nguyên zin nguyên bản hết, lốp mà có nhìn như đường vân lốp, nó vẫn còn vân, chứng tỏ là xe này chủ cũ người đi khá là ít. Nên giữ cái độ mới của lốp hay là cả nguyên tổng thể chiếc xe đó còn rất là mới. Trên này sử dụng tay bấm Antut với đây 9 tầng lip, và bên này 3 tầng đĩa phanh dầu của Shimano. Giảm sóc dầu theo xe, máy bi vòng bạc đạn. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, khóa yên tới tâm cổ phút là 55 cm. Thì xe vừa cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74-75. Đây còn rất là mới này nè. Và những cái bộ chuyển động này nó cũng không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, rất là mượt. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác có đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.